Con xin kính chào ông bà cô chú nha. Ông bà cô chú ơi, video này cũng tiếp tục nói chuyện quý phiên ông bà cô chú, một vợ hai chồng. Ông Bảy Canada ha, cái này chữ thuộc đầu ông Bảy Canada luôn nữa nè, chứ anh Bảy Canada, Bảy ăn cục xít ha, Bảy ăn cục xít nè. Không biết có phải không? Không biết có phải là anh Bảy Canada không, giúp đỡ không, nhưng mà có điều là miễn đưa lên giúp đỡ là chữ ngăn chặn trước, chữ cho thuộc đầu luôn. Rồi này anh không thấy mấy anh em YouTube lại quay em với chị nữa gì quý? Tại hiểm quay rồi. Lý do gì mà tại sao nghĩ quay với quý anh không ai? Tại nói luôn mạng chửi quá là anh nghĩ cho quay rồi. Bảy Canada hỏi lý do gì mà không cho YouTube quay nữa chị Huy, cái nó nói không bà cô chú, nó nói là quay chửi quá cho nên nghỉ quay rồi. Ủa vậy sao? Mày biết sao? Hả? Mày biết mày quay quá người ta chửi mày sao? Hả? Người ta chửi mày sao? Bữa nay mày biết rồi cũng quá muộn. Nói cho mày biết từ đây sắp tới ha. Cái thứ nhất, YouTube nào còn quay mày ha, tao sẽ móc tao môi những cái câu nào mà không đúng, câu nào mà sai sự thật, tao sẽ móc tao môi tao nói. Còn những nước trong nước ngoài gì đó, nước Mỹ, nước Pháp, nước Canada gì đó ha, mà gửi tiền về ha, tao mà biết một cái tao chửi thụt cái đầu luôn, tao chửi cho mày thấy hả, tao chửi không đẹp không ăn tiền luôn đó ha. Mời anh nói em nghe này quý ạ. Trên mạng đó thì có người thương người ghét là chuyện bình thường thôi em. Thấy không ai thương nữa Trần ha, tao không biết cái thằng trời anh Bảy Canada này là bao nhiêu tuổi nhưng mà kêu bằng thằng luôn, miễn giúp đỡ cho tụi này là thằng ha. Ai thương? Tao thấy không ai thương Trần á ha. Tao thấy không ai thương á, ai cũng ghét, ai cũng kêu án, ai cũng chửi Trần á, ai cũng chửi muốn te đầu luôn rồi chứ ai thương nó. Ai thương cái tụi siêng ăn nhắc làm tối ngày lo xè tiền xin nước Mỹ, nước Áp, nước Pháp, nước Anh, nước Canada ha. Ai thương? Có tụi bay thương á. Có tụi bay thương cho ai ha. Không cho mấy anh em YouTube quay em vậy. Con nghe nói này nè bà cô chú, con nghe nói câu này sao không cho YouTube quay vậy là cũng biết rồi đó, biết con nè nè tụi này nè, cái tụi YouTube này nó dàn dựng lên nè, nó giả bộ nó gọi nè, chứ ai mà cho cái gì. Giờ có cho cũng tụi nó hùng lại nè, hùng lại thằng 500 triệu nè, 6-7 thằng đó thì cũng được á, bao nhiêu tiền rồi đó, hùng lại cho nè, đặng quay tiếp. Ông bà cô chú quay đang ăn kiếm like kiếm view chứ hổm ngày đói rồi, hổm ngày đói lắm rồi. Con cũng nghe cái thằng độc hại này nè, nó nói là nó sẽ, từ đây nó sẽ không quay nữa, nó sẽ trả sự tự do cuộc sống con Huy với thằng Huy, mà sao mà bây giờ quay nữa rồi, gọi điện nói là đưa lên rồi, tò mò rồi ha tò mò rồi, đặng sửa soạn nè quay lại nữa nè bà cô chú quay nè. Mà tao nói tụi bay biết nha, tụi bay quay thì quay, tao không nói gì nha, nhưng đưa hình ảnh số mạng xã hội ha, là tụi bay tao chữ thụt đầu nữa đó, tao chữ thụt đầu tụi bay nữa đó ha, quá trời quá đất luôn à. Để thêm tự làm ấy, tại vì anh quay lên thì cũng tội nghiệp mấy anh, rủi anh cho biết tội nghiệp gì mày, cần gì phải tội nghiệp hả, tụi nó quay tụi nó có tiền có like có view mà tội nghiệp cái gì, không có tội nghiệp ha. Cũng chửi mấy anh đi lúc đó là em không cho YouTube quay hay là YouTube không quay tụi em nữa. Phải tại vì mấy người mà hâm mộ em á chửi mấy anh YouTube á. Rồi mấy người hâm mộ mà chửi mày hả? Nó nói tại vì mấy người hâm mộ á chữ nó là chữ YouTube, hâm mộ mà chữ. Hồi lúc trước đó là anh có gửi cho em $400 đó, em còn nhớ không? Lúc đó vô các nhà em hả? Con nói ông bà cô chú cái này là dàn dựng ha, này là dàn dựng chứ không bao giờ có ai mà gọi mà cho đâu. Mấy này giờ nó kiếm chuyện nè, nó dàn dựng đặng nó quay lại nữa nè ông bà cô chú. Nó quay lại nè. Chứ giờ đâu có đi đâu bằng quay hai đứa này đâu, quay hai đứa này mới có like nhiều, có tiền nhiều ha. Nó khai thác nè. Xong rồi em lúc đầu em ra ở trọ đấy. Lúc mà anh đó anh gửi cho em mà em có nhận được đâu anh. Lúc mà anh não anh nói mày á, mày không gom ra một chút đi Huy ơi, tụi này nó gạt mày đó nó giả bộ nó gọi, nó nói này nói kia đặng cho cái hứa phim nó đưa lên đó, kiếm like kiếm view đó ha, chứ ai mà cho mà cho mày cho mày là chỉ có bà Lê Khương với bà Thanh gì đó là cho mày thôi, chứ mày ra không có ai đâu, không có ai cho mày đâu ha, nằm mơ. Anh Dương anh nào? Em có nhận mà quý, anh có nói chuyện điện thoại với em mà, anh ở bên Canada này, anh Bảy này. Bảy Canada. Em quên nữa. Bây giờ nó mà không có gửi mà nói có, nó cũng có biết ai là ai đâu, nhưng mà làm gì có, làm gì anh Bảy Canada nào. Hồi đó giờ không có anh Bảy Canada nào mà cho $400 hết trơn á. Chỉ có cô Thanh thôi, cô số 8 thôi, cô Lê Cương thôi, có mấy người đó thôi, ngoài ra không có ai đâu ha. Anh đừng có xạo sự nha, tao biết hết trơn rồi ha. Rồi thằng Phi dạo này thế nào rồi em? Không, giờ móc qua chuyện khác này ha, móc qua chuyện khác là đâu còn 400 đô lúc trước nữa ha. Không thấy cái kênh nào quay tụi em hết chứ. À, đã em lượm cho trai mấy chục ngàn anh ơi. Em lượm cho trai mấy chục ngàn anh ơi, gửi về cho 500 đô nữa đi anh ơi. Ha, anh ơi. Anh trọ nó, anh giúp em thì giúp đi. Thế gửi cho, mặt cô chú. Vẫn ở nhà trọ, anh có giúp em thì giúp đi, em thì giúp đi. Mày nghe tuổi này nè, tuổi này nó dựng chuyện lên nó xạo nó gạt mày chứ ai mà cho mà chị vợ mày nói nữa, mày nói nó ghi âm nó đưa lên nữa, thấy chưa? Có người gọi nó nói là ghi âm đưa lên kiếm lại cái mưu đó, nó giờ nó không cần phải y tế mày luôn ha, nó không cần phải y tế, gặp mặt mày nó quay luôn. Mà giờ nó ở nhà, rồi nó kêu người gọi điện ha, rồi nó quay nó đưa lên đó, nó cũng có tiền nó ăn đó ha. Mày đừng có ngu, mày đừng trúng bẫy nha, không ai cho mày đâu. Ta lên án người ta nói quá trời quá đất rồi, cho nên là phải thụt đầu rồi, phải nghỉ quay rồi ha, tự ái nghỉ quay, giờ toàn tàn á, để kiếm quay lại đó ha. Con nói thiệt với ông bà cô cháu, những cái câu, những lời nói của cái thằng Bảy Canada này nè là Quảng biết, nó là người của tụi YouTube đầu tôm đầu đất ở Sóc Trăng này nè, chứ không ai hết trơn á, tụi nó đó, băng của nó đó, chứ có Mạnh Thường Quân nào hết trơn á. Tấp quay đi để cho Mạnh Thường Quân giúp đỡ, thì người ta gửi về người ta cho nó, chứ mắc mới gì phải vô tấp quay người ta mới cho hả? Vô tấp quay ha, người ta thấy cái cảnh mà nó lo nó ăn chơi, nó nhậu nhạt ha, nó bê tha ha, nó không đi làm ha, người ta còn ghét khi người ta Mạnh Thường Quân giúp đỡ, gì. Tao nói thẳng với mày là một câu luôn, là từ đó tới giờ, từ trước tới giờ, từ khi mà nó ra ở nhà trọ, cắt nhà xong nó ra nó ở nhà trọ ha, là chỉ có cô Thanh 68 và cô Lê Cương cho nó tiền thôi, chứ ngoài ra không có ai hết ha. Có hay chăng nữa thì cũng tụi bay đó, tụi YouTube tụi bay á ha, dàn dựng lên á, thằng cho vài trăm ngàn, đó, 6-7 thằng đó hùng lại đó, thì nói tiền đô tiền này nọ lặng tư, tụi bay có thức phim quay á ha, nghe chưa? Đừng có qua mặt cộng đồng mạng, nói thiệt mày à, nói thiệt bay nha nha. Cái số này ai cho anh vậy? Em chỉ biết ai số em. Cái số này là ai bị số tụi này không bà cô chú ơi? Con nói với ông bà tôi chú hả, toàn là tụi nó về dựng chuyện không mà, chứ con Quy này nó đổi số điện thoại rồi, không còn xài số cũ nữa. YouTube này nó biết số điện thoại của con Quy nó mới gọi thôi, nó gọi hả để nó lạ gạt, nó lừa đó, để nó có phim để nó đưa lên á, chứ không có ai vậy biết hết trơn á. Bây giờ em anh phải gửi tiền cho em. Anh cần anh giúp tiền là sống qua ngày, anh giúp em ở tỉnh này được không? Rồi ơi, nó gây cho mặt cô chú giờ nó trắng trợn luôn nữa nghe không? Cô chú nó đâu có biết đâu, là hả cái tuổi này á, nó gạt rồi nó ghi âm nó đưa lên mạng đâu hả, không bà cô chú nghe không? Anh có thể giúp cho em ít đỉnh không, đặng em xài qua ngày không, thấy ghê chưa? Rõ ràng ta dùng cái thứ mồi chài mày ve chai để mà có cái thu nhập. Ông bà cô chú có thương con, có thích con thì cho con xin một đăng ký nha ông bà cô chú ha. Bây giờ anh Bảy sẽ gửi trước cho Quy với Phi là 500 đô có được không? Nhớ nha, nó phải nhớ nha, nghe chưa? Nói gửi 500 đô thì phải quay lên cho tao nha, quay 500 đô lại tụi đem lại, tụi nó lãnh lấy hả tiền đô đàng hoàng nghe cho nha, chứ đừng có giả bộ mà đưa cho tụi nó vài 3 triệu cái bắt đầu quay thức khuyên lên đưa tiền ra đi, đưa tiền ra có Mạnh Thường Quân gửi đồ này nọ cho, đồ này nọ, tiền đô đàng hoàng cho tao, 500 đô quay lên cho tao nha, quay lên thì mới nói chuyện nha, còn không có đừng có nói nha, đừng có xí gạt cộng đồng mạng nghe cho nha, quay lên cho tao, thiệt tụi bay tao chữ không đẹp không ăn tiền. Ha, tụi bay nói thì tụi bay phải làm nha, gửi 500 đô, gửi quay lên tiền đô đồ đàng hoàng cho tụi nó ha, lãnh tiền đô ha, đi đổi ha, xài ha, 500 đô tiền đô đàng hoàng nha, Tao hứa với tụi bay luôn đó, hứa một câu danh dự luôn, tao chửi cho bay hả, tắt bếp luôn ha, tao chửi cho lột cái đầu, tao chửi cho thụt mặt ông Bảy Canada luôn nè ha. Tao chửi mà hả cái kênh của tao hả không còn hoạt động nữa, tao vẫn chửi luôn ha. Hy sinh á, hy sinh cái kênh YouTube của tao luôn đó, tao nói thẳng một câu luôn nè ha. Mày nằm mơ quá, mày nằm mơ, giữa ban ngày ha cho nha. Tụi này tao nói với mày, một lần nữa nghe Quy, tụi này nó gạt mày ha. Nó có thức khuyên nó qua nó gọi cho mày giả bộ để nó ghi âm nó đưa lên mạng thôi, nó kiếm tiền thôi, chứ không bao giờ có ai mà giúp cho mày ha cho nha. Tại vì chẳng qua nói giúp thì tao chữ gì đó, chứ tao biết, tao khẳng định một điều là không có ai hết. Có đi chăng nữa mấy thằng này nè, mấy YouTube này nè, thằng cho mày 500 triệu hùng lại á, thì 4-5 thằng, 5-6 thằng á, thì cũng có cho mày sống để mày đóng tiền nhà trọ, đặng cho tụi nó quay á, tụi nó khai thác mày đó ha cha nha. cho em. Lời nói không mất tiền mua nghe, nhưng mà có cho không mới là quan trọng nghe cha ha. Có cho không hả nói nghe, cho quay lên cho tao nghe. Tụi bay không quay ha là tụi bay hàng đó, là không có đó. Anh tại vì lâu rồi anh không thấy em trước khi xuất hiện ở trên những cái kênh YouTube đó, cho nên là anh rất là muốn biết là cuộc sống của em với Phi dạo này như thế nào. Biết làm gì hả? Biết làm gì mày? Biết làm gì mày? Biết đặng cho con cái mày học, con cháu mày học hay gì hả? Cái thằng 7 Canada ca gì đó, Canada hay ca soda hay ca gì đó tao không biết hả? Mày muốn không? Mày muốn học không? Mày muốn con cháu mày học hay gì mà muốn biết? Biết làm gì? Tốt đẹp gì không mà biết hả? Tao nói mày nghe, mày cho cái đồng tiền là ngu, tao chửi mày thụt cái đầu nữa nghe cho nha. Mua dây chai nữa ha, mua dây chai nữa ha. Tao nói với mày là mua dây chai, cái gì mà mua dây chai, điều kiện gì? Giờ mày cho nó giờ 1 tỷ giờ cũng gì nữa, nó cũng tính nào tật nấy, không có dây chai đâu vậy trơn á. Đi mua gỗ ha, đi mua gỗ, đi mua xì tê nướng ha. Ở nhỏ này đi lượm thằng Phi về, thằng Phi nó nhậu rồi, nó xỉn rồi, nó nhậu quán bà Bảy nè, nó đi ăn lẩu cá dồ nè, nó xỉn rồi, con nhỏ này lượm về chở về đó, đi lượm đó, thằng đứa đi lượm đứa đi mua đó. À mày hiểu chưa? Mày hiểu cái câu tao nói chưa? Mày có nghe được cho kênh Chuyện Độc Lạ? Cái Chuyện Độc Lạ là tên gì vậy Diễn Bí? Cái này gửi trên cho kênh Độc Lạ nghe. Bắt đầu nè ông bà cô chú, bắt đầu 3, 4, 6, 7 thằng nè, nó hùng lại nè, nó hùng lại nó cho nè, cái bắt đầu quay nè, đặng quay, hùng lại cho đặng quay ha, hùng lại cho đặng quay. Ủa chứ mắc máu vậy? Mắc máu vậy? Biết địa chỉ cho nó đọc địa chỉ đó, biết địa chỉ, biết số điện thoại cho rồi gửi qua cho nó chứ mắc máu gì hả? Phải kèo này gửi cho YouTube, gửi YouTube đặng để cho YouTube quay ha. Nói ra là biết rồi ha, nói ra là biết cái tụi này là đồng bọn với YouTube rồi ha. Mày mới đọc qua địa chỉ rồi, nó để mới đọc địa chỉ đâu, Phạm Hùng đâu mà, số nhà đâu mà, số điện thoại đâu mà, mắc mớ gì mà mày phải gửi cho YouTube, là gửi làm sao? Nói chuyện giấu đầu lòi đuôi tụi bay nha, tụi bay vô YouTube đầu tôm đầu đất nha, tụi bay đừng có dựng chuyện. Tao nói với tụi bay cộng đồng mạng bây giờ người ta rất là tin mắt nha, nghe chưa? Một lời nói của tụi bay nói ra là người ta biết hết như thế nào rồi đó. Tao nói cho tụi bay biết nha, tụi bay không có dễ mà gạt cộng đồng mạng bây giờ đâu. Cộng đồng mạng rất là hay nha mày, rất là mạnh mà rất là hay luôn nha, nghe chưa? Đàng hoàng cho tao nha, tiền bơ quay lên cho tao nha, là 500 đô đàng hoàng nha, nghe chưa? Chứ hả đừng có đưa tiền Việt, đưa tiền Việt là tụi bay hùng nữa nha, tụi bay đưa thôi. Tao không tin. Đi mua tiền đô đây, đi vô tiệm vàng á, mua 500 đô về cho tụi nó, 500 đô cho tao nha, nghe chưa? Quay lên đàng hoàng nha. Tiền đô giờ trong tiệm vàng bán thiếu gì, đừng đưa tiền đô kia nha, tiền đô ông phủ là không có đổi được à. Ở chồng Quyên, chị Phi, số tiền là 500 đô nha. Tao nói với mày ha, thằng 7 Canada gì nè, để dành tiền, để dành hậu thân ha, để dành thuộc hậu thân mai sau đây có con có cháu không, để dành đi, không mấy để dành cho cha mẹ sao, xây mồ xây mã, xây kim tỉnh cho cha cho mẹ đi, để dành đi, còn có ý nghĩa hơn là cho cái tụi này, nghe cho nha. Rồi ông bà cô chú ơi, video đến đây nó cũng đã dài rồi. Ông bà cô chú có thương con, có thích con, chia sẻ về cái chuyện một vợ hai chồng á, xin cho con một like và một lượt đăng ký và bấm vô cái chuông để ông bà cô chú có thể nhận được thông báo mỗi khi con up video lên nha. Hẹn ông bà cô chú video kế tiếp nha. Bye bye.